hôm nay thì rất là may mắn khi mà thợ nhà em này đi mua được 3 chiếc xe đều thành công, xe rất là ưng ý luôn. Ví dụ khách hàng nhà mình này, một chiếc xe Kia Morning biển 14 này, giá chỉ có 199 triệu mà nước sơn màu cứng đỏ đẹp như thế này, thì khách hàng có yêu thích không ạ? Còn như em Hương mà vừa nhìn giá đã thích rồi, nhưng mà nhìn xe em lại càng thích hơn nhá. 199 triệu mà đời 2015, động cơ trang bị là 1.25 thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đèn pha phía trước là đèn halogen cũng như có đèn xóa sương mù này, đèn gầm đầy đủ cho em. Dù là Kia Morning nhưng mà em nó vẫn toát lên được một cái vẻ đẹp này các bác nhìn này. Form dáng cứng cáp không ạ? Nội thất máy móc ngon. Giá thì rất là mềm rồi, 199 triệu. Đừng chần chừ gì khi mà em Hương đang có sở hữu rất là nhiều dòng Kia Morning đẹp như thế này. Nhấc máy lên và gọi cho em qua số điện thoại 035 460, để 035 này 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Một dàn là phanh ABS rồi, hai bánh trước là phanh đĩa, hai bánh sau là phanh tăng trống nhé. Đời 2015. Điều đặc biệt của em nó là cái phần trên này, bác chủ cũ đã bọc cho em nó một cái chống nóng giảm ồn này các bác này. Đấy, phần xe là một cái màu đen vì đã dán cái giảm ồn rồi, chống nóng luôn. Nói chung là về Kia Morning thì nó không có quá nhiều cái gì gọi là cầu kỳ, mà mục đích video ngày hôm nay thì em vẫn là quay chi tiết để các bác thẩm thôi. Gương kính thì cụp chỉnh auto, xe thì cũng trang bị một cái màn hình nhưng cỡ bé tí thôi, gọi là bé thôi. Nói chung là xem cái màn hình này thì nó gọi là sướng vừa vừa, chứ nếu lên bộ là màn hình to thì sướng lắm luôn. Đây các bác nhìn cho em này, ốc ác đây, ốc nhái đây. Kia Morning 199 triệu 2015. Đồng hồ đây, bản này thì cũng không có túi khí an toàn vì là bản thiếu nhá. Màn hình giải trí cỡ vừa vừa, cũng có cho em một cái cổng sạc 12V đầy đủ này. Cần số cũng như áo da thì rất là đẹp luôn. Em phải nói là rất là đẹp vì vẫn còn nguyên, không hề bị nhàu lát nhé. Thanh tay cũng vậy luôn. Các bác nhìn kỹ cho em đi ạ. Táp lô đây, gương này các bác nhìn này, gương đây, táp lô đây. Trần là trần lỉ zin, chưa bọc thảm sàn. Có nhiều khách hàng không thích bọc cái trần 3D vì các bác nghĩ rằng nếu khi mà chán ra bóc ra thì nó sẽ bị dính cái keo lại, nên nhiều bác không thích bọc để nguyên. Ghế thì vẫn còn zin ghế, nên là cái phần ghế nó có hơi gì đấy một chút, là theo 5 tháng thời gian thì nó hơi cũ một chút thôi, chứ còn để mà ngồi vẫn còn rất là căng mọng luôn. Nhìn cái màu của nó hơi ngả màu một chút thôi, chứ còn nếu như mà ngồi ấy, vẫn còn căng mọng luôn. Gương kính thì em cũng cam kết là liền đời theo xe. Bây giờ em quá là nhiều Kia Morning luôn, vừa tiền, hợp với mọi hoàn cảnh gia đình. Dù các bác có cố, không phải cố quá nhiều, nếu như mà mua xe 400-500 triệu không đủ thì phải trả góp đúng không ạ, thì các bác phải cố. Nhưng với chiếc xe này 199 triệu đời 2015 thì các bác không phải cố vì nó giá nó quá là yêu thương rồi. Hatchback thì form dáng cũng sẽ tựa tựa như nhau. Đây ạ, em ké một chút này vì vừa mới về được chiếc xe Hyundai i10 đây. À, i30, Hyundai i30 bản Crown cao cấp nhá. À, vấn đề chính đây ạ. Form dáng của em nó đây, Kia Morning đời 2015 giá thì có 199 triệu. Cam lùi đầy đủ cho em, đèn hậu phía sau này đứng lùi lùi một chút để các bác nhìn form dáng cho nó dễ này, biển 14 ạ. Form dáng hatchback thì tương đương như nhau thôi. Em này thì nó bị mất cái gạt mưa phía sau rồi, nếu như khách hàng nào chốt thì em phải thay. Nó bị mất cái gạt mưa phía sau rồi. Tình trạng xe vì sao còn nguyên cái như thế mà em vẫn quay là vì xe vừa về em quay luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp này. Cốp xe đây, nhìn từ bên dưới vào bên trong đây các bác nhìn thấy ghế da còn cực kỳ chắc chắn cho em. Máng nước hai bên phía lắp cốp này. Đây, quay luôn cả phần đít xe này. Lắp cốp của xe đây ạ. 199 triệu. Nếu như các bác mà thật sự mà ở gần khu vực em Hương đang sinh sống và làm việc với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương thì em vẫn rất là hoan hỉ khách hàng nhà mình đến xem xe, chạy thử và cảm nhận xe đi. Cứ đến bên em thể nào cũng mua được xe, giá đẹp, giá rẻ luôn. Mà xe này cực kỳ chất lượng luôn. La răng thể thao cho em này. Táp ly đây ạ. Đời 2015 nên nói về độ mục mọt thì em nó không có đâu. Nhiều xe là không có mục mọt luôn nhá. Vì cái đời xe như thế thì nó không
sử dụng nó không quá là kỹ, không quá là lâu nên là nói về độ mục mọt thì không có đâu ạ. Tường cánh cửa em cũng quay chi tiết luôn, i30 kìa, đẹp xuất sắc luôn. Ngày mai thì em sẽ lên video về chiếc xe Hyundai i30 bản Crown cao cấp nhất bên em. Là răng thể thao nhé, hai phanh bánh trước là phanh đĩa, hai bánh sau là phanh răng trống cho em. Đây là toàn thể form dáng của chiếc xe Kia Morning đời 2015 mà giá bán là chưa đến 200 triệu. Và bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe nhé. Mở luôn trái tim của chiếc xe để các bác cùng thẩm cùng em Hương. Vì là xe mộc nên là đôi khi nó có một chút gì đấy là bụi, hơi bẩn một chút thì các bác cũng thông cảm cho em ạ. Vì phương châm làm việc của em là thực tế như thế nào thì em sẽ quay lên như vậy. Nếu như khách hàng mà chưa ưng ở chỗ nào thì em cũng có thể chỉnh sửa cho mình cho nó đẹp long lanh lên. Chứ còn những cái như mà bẩn hay là cần phải tỉa tốt lại thì em làm phút mốt thôi đúng không ạ? Vì nó đơn giản mà, những cái ngoài da thôi. Các bác nhìn cho em, động cơ ắc quy đây ạ. Quay chi tiết khách hàng nhà mình xem nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Kia Morning đời 2015, giá bán chỉ có 199 triệu, động cơ trang bị là 1.2 và bản này là bản lắp ráp cho em ạ, bản lắp ráp trong nước. Nhấc máy lên và hãy gọi ngay cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.